Đức Phú Trần Channel gửi lời chào đến toàn thể quý vị các bạn đến với video mới. Vào mùng 2 Tết, chúng ta sẽ viếng lăng tẩm của vua Khải Định, vị vua thứ 12 trong triều đình nhà Nguyễn. Để viếng lăng tẩm này, chúng ta sẽ đi bậc tam cấp, leo 127 bậc để lên viếng cái lăng tẩm của vua Khải Định. Let's go. Đây là một trong 7 cái lăng tẩm ở tại Huế này, và là một trong những lăng tẩm mà nguy nga trắng đại nhất. Lên tới trước trên nữa con. Đây, quá đẹp không? À. Gia đình mình ha, mình đang đứng ở khu vực này, đó là lăng của vua Khải Định. Như em nói là đây là vị vua thứ 12 trong triều đình nhà Nguyễn. Và theo cái kiến trúc của lăng tẩm đó thì mình đi, thứ nhất là mình đi nãy đó là cổng lăng. Dạ, sau khi mà qua cổng lăng thì tới đây cái khu vực này là sân chầu. Dạ, nhưng mình thấy ở đây đó thì người ta nói rằng là sống là làm vua, chết cũng làm vua, cho nên ở đây cũng có voi ngựa lính đầu kia quăng văng võ. Những cái người quăng võ thì cầm kiếm không nói rồi, nhưng mà những người quăng văng đó thì người ta cầm cái đó người ta gọi là cái hốt ha. À, cái hốt đó bằng nhà, dạ, dạ. À, và cái kích thước thì như nãy em có chia sẻ bên lăng vua Tự Đức đó, thì cái kích thước ở đây đó thì nhỏ nhắn hơn kích thước thật của người của mình. Thì có hai cách giải thích như thế. Rồi qua khỏi cái khu sân chầu này thì chúng ta đứng ở khu vực này, đây là cái nhà bia. Nhà bia đó thì bia đó là của vua con, dạ, ghi cho vua cha. Thì đây là bia của vua Bảo Đại, ghi cho cha mình, đó là vua Khải Định. Ghi về cái công trạng của cha mình trong cái thời gian mà cha mình trị vì thì làm được cái gì ha. Và qua khỏi nhà bia thì mình đến với đây là trụ biểu. Tự như em nói là trụ biểu đó là hai cái cây này thể hiện, thứ nhất là nó có ý nghĩa là cái nơi ngăn cách giữa cái thế bên giới bên ngoài với thế giới bên cõi âm, dạ, tức là giữa cuộc sống với là cõi chết. Và đây cũng là thể hiện cái uy quyền của một cái triều đại đó. Và cái đây cũng là có ý nghĩa, đó là hai cái ngọn đuốc đưa cái linh hồn của đức vua về lại thế giới bên kia, dạ. Rồi qua khỏi trụ biểu này thì tới cái khu vực của mộ và tới cái tẩm điện thờ. Thì riêng cái mộ của vua Khải Định này đó thì cái tẩm đó là nằm ở trong cái mộ luôn, tí nữa sau cái mộ đó là cái tẩm, là cái điện thờ luôn, dạ. Và cái vị vua Khải Định này là vị vua thứ 12 trong triều đình nhà Nguyễn. Đến cái thời của ông trị vì đó thì coi như đất nước Việt Nam ta 100% lọt vào tay Pháp. Vua làm việc phải ăn lương, cho nên là coi như cái lúc này chúng ta thuộc Pháp hoàn toàn, dạ. Và ông vua này ông cũng muốn như những cái vị vua khác là muốn xây dựng lăng tẩm của mình để cho các con cháu đời sau biết về mình và cũng như là hiển vinh cuộc sống của con cháu sau này. Cho nên ông đã chọn cho người đi tìm cái nơi có một cái thế phong thủy rất là đắc địa. Thì chúng ta nhìn ngược về đây, ở đây đó là người ta gọi là núi Châu Ê, dạ. Và phía trước này, tại vì bây giờ do người ta khai phá đất đai vân vân nên mình nhìn nó không có rõ lắm, nhưng phía trước này hồi trước người ta có nhìn ở bên tay trái mình có hình một cái con voi, dạ. Có một cái vòi, voi nó nằm dài, nó đưa cái vòi xuống đây nè, tức là người ta gọi là cái hình voi phục đó, dạ. Có một cái vị trí rất là đắc địa, và ở đây nó có một cái dòng suối Châu Ê, suối chảy qua. Thì như em nói là đó là cái bức bình phong, cũng là cái thế minh đường cho cái lăng tẩm này, dạ. Và khi mà ông này ổng vào thời của ổng thì rất là khó khăn rồi, tại kinh tế mình phải thuộc Pháp mà. Nhưng mà ổng lại muốn xây dựng lăng tẩm, mà chúng ta thấy cái lăng tẩm này nó quá nguy nga tráng lệ như thế này, cho nên ổng phải tăng thế lên 30% trong tất cả ngành nghề. Và trong đó thì dĩ nhiên là có nghề của ngư nghiệp, nghề đánh cá. Các ngư dân đã vốn nghèo khó rồi, bây giờ là tăng thế lên 30% là họ rất là khó khăn, nên họ phải tìm ra một cái phương tiện gì mà đánh bắt cá được mà không bị đánh thuế.
nên một sau một thời gian thì họ tìm ra được đó là cái thiền thúng. Cho nên có thể nói rằng là cái thiền thúng ra đời ở nước Việt Nam ta vào thời vua Khải Định. Dạ, đây là cái phương tiện mà người ta vẫn đánh bắt cá được mà không bị đánh thuế. Có vào cái giai đoạn ông thì có một cái câu chuyện như thế, tức là nơi cái giai đoạn mà ra đời của chiếc thiền thúng ở Việt Nam chúng ta. Thì cái ông vua Khải Định này, ông lên ngôi đó, ông trị vì trong vòng 9 năm, từ năm 1916 đến 1925. Thì ổng trị vì trong 9 năm như thế, và khi mà ổng lên ngôi như vậy đó thì ổng đã cho xây dựng cái lăng tẩm này. Chúng ta thấy dựng lăng tẩm này nó rất là đồ sộ. Chúng ta thấy cái cửa rào đó thì giống như là những cái căn nhà biệt thự của phương Tây. Rồi những cái trụ biểu đây đó thì nó có như là phương Đông, có những búp sen đó, mình thấy những cái trụ ở trên kia búp sen vân vân. Như vậy thì ở đây nó có sự kết hợp của phương Tây và phương Đông. Dạ. Và những cái vật liệu ở trong đây đó, có những vật liệu phải chở từ Pháp, từ Trung Quốc về. Cho nên là cát đá xi măng vân vân, cho nên là rất là tốn nhiều tiền. Và ở đây đó là như nãy em nói là tất cả những cái lăng tẩm của vua thì không ai biết chắc là mộ của vua nằm đâu, nhưng riêng với vua Khải Định thì chắc chắn 100% là tí nữa mình vô trong đó thì bên dưới cái tường của ông thì bên dưới đó là chắc chắn là mộ không. Tại vì sao? Tại vì ông có đưa ra nguyên nhân rằng là cái mộ của ông đó là đến cái thời của ông là vị vua thứ 12 rồi. Thì dù mà quân Tây Sơn đó, tức là quân Trung Nguyễn Huệ đó, có trả thù đi nữa thì nó cũng không còn trả thù nữa. Tại vì đã tới cái vị vua thứ 12 là đã lâu quá rồi. Và đã qua một cái giai đoạn khá là lâu rồi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở đây được xây dựng bằng bê tông chốt thắt. Nó rất là kiên cố gì. Tức là cái mộ ông nằm sâu bên dưới và được trang bị nguyên một cái hệ thống bê tông cốt sắt như thế này. Cho nên dù đục đẽo thì nó cũng rất là tốn nhiều thời gian công sức, cho nên không ai mà bỏ công ra đục đẽo như thế. Và cái thứ ba là công trình này nó quá uy nga tráng lệ, nó đẹp như thế này mà không có mọi nở bàn tay con người nào mà đi phá vỡ công trình đó. Cho nên với ba cái nguyên nhân đó, cho nên là người ta nói rằng là chắc chắn 100% xác thân của ông thì được chôn cất ở đây. Thì khi mà người ta đưa xác thân ông đến cái khu vực này thì ở phía sau đó thì nó có một cái đường hầm để đưa thẳng vô tới cái Thiên Định Cung, tức là lên cái khu vực của lăng mộ ông. Bây giờ mình lên trên, ở đây mình thấy được cái sự nguy nga tráng lệ, rồi cái sự tiếp nối của phương Đông phương Tây như vậy. Thì bây giờ mình vô trên cái điểm chính thì chúng ta sẽ thấy được cái công trình hiện đại và cũng như là cái sự ghép sành sứ của cái lăng tẩm này. Mình lên trên ạ. Nãy giờ mấy bậc rồi Thịnh? Nghe hả? 127 bậc, con đếm thử coi. Nguy nga tráng lệ. Rồi, bây giờ chúng ta vào Thiên Định Cung. Wow. Yeah.
Dạ, mình qua đây. Dạ, cho. Dạ, mình vô đây nha, mình vô đây. Dạ. Nhớ nhớ ngày xưa tôi ông mà cái con người ra như đó là cái nghe. Dạ, ngai vàng. Dạ rồi, thưa các thành viên mình là mình đang đứng ở một cái công trình rất là nguy nga tráng lệ đồ sộ ha. Như em nói là trong 13 vị vua Triều Nguyễn thì ở đây có 7 cái lăng tẩm. Và trong đó thì cái lăng của vua Khải Định, vị vua thứ 12 trong triều đình nhà Nguyễn này là một trong những lăng tẩm mà được coi là đẹp nhất về nguy nga tráng lệ, về công trình kiến trúc, về thẩm mỹ mỹ thuật. Như nãy giờ chúng ta thấy bên ngoài, chúng ta thấy là sự kết hợp của Á Âu và cái kiến trúc. Và chúng ta vô trong đây thì rất là đẹp như thế này, bởi vì đây là những cái ghép những mảnh sành sứ. Và cái lăng này đó được xây dựng trong 11 năm, 11 năm mới hoàn tất. Cho nên cũng tốn rất là nhiều tiền của công sức người dân. Cho nên ở đây là cái núi Châu Ê đó, thì người ta có một câu than vãn rằng là Châu Ê hỡi Châu Ê, bởi vì xây dựng lăng tẩm cho vua mà tốn nhiều tiền của và công sức người dân quá nhiều. Và ở đây đó là có cái công trình rất là lớn, là bởi vì những cái vật phẩm này người ta đem từ ở Trung Quốc, từ Pháp về ở đây người ta xây dựng, chứ không phải ở Việt Nam ta. Cho nên cái ông vua Khải Định này, ông nói rằng là không có ai mà nỡ lấy búa sắt đồ này kia để đập phá công trình này, để khai quật mộ nữa. Cho nên mộ của ông thì chắc chắn 100% cái thi hài của ông đặt ở dưới đây. Bởi vì ngày nay người ta nói dù thời đại phát triển nhưng mà cũng không có thể xây dựng được như thế này. Bởi vì sao không xây dựng được? Bởi vì ngày xưa đó là có những cái vật phẩm này nó quý giá như vậy. Thứ nhất, thứ hai là ngày xưa có những cái nghệ nhân người ta quá tài giỏi vậy. Ngày nay mình cũng không thể tìm nào được những nghệ nhân tài giỏi. Thí dụ như chúng ta thấy ở đây có công trình đầu tiên đó là gọi là ba cái bức tranh lớn nhất đất nước Việt Nam ta. Gọi là Cửu Long ẩn vân, tức là chín con rồng ẩn dưới mây là ở trên trần nhà đó. Ở đây là con rồng này nó ẩn dưới mây. Và ở bên ngoài là một cái khuôn viên là bức tranh thứ nhất. Ở giữa đây là bức tranh thứ hai. Và phía sau đó là bức tranh thứ ba. Đó là ba bức tranh này là ba bức tranh lớn. Và chín con rồng nó ẩn dưới mây. Và khi mà người ta vẽ cái bức tranh này đó là bằng một cái chất liệu rất đặc biệt, mà từ lúc vẽ cho đến bây giờ, xây dựng tới bây giờ chưa có bị rêu phong đeo bám. Chúng ta nhìn đó tưởng rằng là ở đây nhân viên họ ta có lau dọn, nhưng thật ra không có lau dọn gì hết, mà nó vẫn sáng đẹp như vậy. Và con rồng này mình nhìn kỹ đó là rồng năm móng. Rồng năm móng là tượng trưng cho vua, rồng bốn móng là tượng trưng cho quan. Cho nên là khi mà ông vua Khải Định ổng vô trong đây để ổng thị sát cái công trình này đó, thì cái nghệ nhân ngày xưa, một cái người rất là tài giỏi đó là ông Phan Văn Tánh, ổng mới nằm ngược đó, và ổng có những cái đoạn mà khó quá cho nên ổng mới kẹp cái bút lông á, ổng dùng chân ổng để vẽ. Thì ông vua Khải Định bước vô, ổng mới nói là mày là thằng nào mà dám vẽ vua, tức là vẽ rồng là để tượng trưng cho vua mà dùng chân để vẽ. Nếu mà Việt Nam có hai Phan Văn Tánh thì tao đã chém đầu mày rồi. Nhưng mà do ông này ổng quá tài như vậy cho nên không thể chém đầu ổng được. Ổng tài giỏi như thế. Còn ở đây chúng ta thấy cái thi hài ngay chỗ cái mộ của vua Khải Định. Thì có cái tượng của ông. Thì bên trên cái tượng ông đó, cái lọng ở trên người ta gọi là bủ tán á. Cái bủ tán này đó là làm bằng cốt sắt xi măng đó. Nhưng mà chúng ta thấy nó rất là mềm mại, giống như là lụa, như vải như thế. Thì rất là kiệt tác ha. Và bên dưới đó là cái tượng của ông. Và theo kích thước tỷ lệ 1:1 luôn, tức là kích thước thật của ông vua luôn, ngồi trên ngai vàng. Và sâu ở dưới đây thì đó là thi hài chính xác của ông. Và ở đây người ta có làm một cái biểu tượng, đó là như nãy em nói đó, là cái sau cái ánh mặt trời đó, đó là về bên kia núi rồi, tức là về bên kia thế giới bên kia. Cho nên từ ở chỗ này trở đi thì phía sau này người ta gọi là cái tẩm, là nơi điện thờ. Thì phía sau này là điện thờ. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng bên kia để mình thấy những cái hình ảnh của vua Khải Định nữa. Mình đi vòng bên kia. Đây là nơi chạm khắc rồi ghép sành sứ rất là kiệt tác. Rất là công phu, tuyệt vời. Mai Lan Cúc Trúc.
tranh những hình ảnh của vua Khải Định. Cảm ơn toàn thể quý vị các bạn đã dành ra những thời gian quý báu để xem hết cái video này trong những ngày Tết. Và hy vọng với video này sẽ mang đến quý vị những niềm vui, những cái sự thú vị. Và mong chúng ta cùng ủng hộ kênh channel Đức Quốc Trần và trong thời gian sắp tới. Vẫn bấm like, share và subscribe để tiếp nối kênh. Chúc chúng ta một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý.